chạy tới thử cả nhà. Nặng đấy chứ. Ê, đi được. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi cả nhà ơi. Ôi, nặng như vậy mà. Wow. Ôi trời ơi, cái này chắc không khoảng 40-50 kg bà vác sao không? Bà gánh sao không? Gánh từ đâu qua được? Trên núi kia xuống ở dưới này. Ở trên núi kia luôn. Mà xuống dưới đây. Cái nhà thân thương đã đến với kênh Tý à, thì hiện tại là Tý đang ở vùng núi của tỉnh Ninh Thuận. Cái nhà thì Tý có đi ngang qua thì Tý thấy một bà lão là đang mang cùi trên mình, cái nhà đang mang cái trên mình là rất là nặng ký luôn. Không biết là bà có hoàn cảnh như thế nào để Tý hỏi xem có giúp đỡ đi được cho bà không, cái nhà nha. Dạ con chào bà. Ôi đồ ơi, sao mang nặng vậy bà ngồi đây, ngồi nghỉ đây xíu nè bà. Hai đây, ôi đồ ơi, sao nặng vậy. Đây, nhìn ngồi đây, nghỉ đi bà nhé. Ôi trời ơi. Ở trên núi xuống hả bà? Ôi trời ơi, xa không? Xa, không cách xa bao nhiêu đâu. Ôi trời ơi. Đây cả nhà ơi, xem này, ôi trời ơi, cái vai này. Vai bà ướt hết luôn này cả nhà. Ướt cao quá, cái này nặng vậy mà bà, cái gì ở trong này đấy? Cái này, bắp cái này. Để con xem. Chạy tới thử cả nhà. Nặng đấy chứ. Ê, đi được. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi cả nhà ơi. Nặng như vậy mà. Wow. Ôi trời ơi, cái này chắc không khoảng 40-50 kg bà vác sao không? Bà gánh sao không? Gánh từ đâu qua được? Trên núi kia xuống ở dưới này. Ở trên núi kia luôn. Mà xuống dưới đây. Nhà bà còn xa nữa không? Bao nhiêu còn 2-3 cây nữa. 2-3 cây nữa luôn. Ôi trời ơi. Đó trong nhà bà già dán đó. À, tới đó luôn hả? Chị dâu nữa, em dâu đó. Ôi trời ơi, bây giờ như vậy đi. Bây giờ như vậy đi, bà ghé vào đây bà nghỉ ngơi với con xíu, tâm sự với con xíu nha. Dạ, đây. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, như vậy mà bà vác từ trên núi xuống luôn. Ôi trời. Nó nặng kinh khủng luôn, nếu mà tới đây là khoảng tới đây. Nó bà nói là còn 2 cây nữa tới nhà. Thôi cái này là tới 3 cây nữa. Tới nhà cái chỗ mà bà nói là tới nhà mới nè. Đây là xa lắm á. Thấy tới cái vừa xíu thôi là chịu không nổi rồi nha. À chứ. Khổ lắm. Đây con để đây nha. Để đó đi. Đây. Ôi trời ơi. Em mang không có găng mang nữa, mình găng mang rồi. Bạn ngồi qua ngồi đây con này, bạn qua ngồi đây, ngồi mắt đây này. Ôi trời ơi, thương quá thương. May mà trời hôm nay trời tối á, nếu mà trời nắng thì sao bà chịu nổi. Đây là mưa, không có mưa. Ê, bà cho con phép con gắn đây xíu nha. Dạ, đây con gắn đây nha. Dạ, đây con gắn con luôn. Đó, cái này là cái mic để mình nói chuyện cho nó rõ đó. Bà có thể tháo nón ra cho nó thở hơi mệt đấy. Đấy, tháo ra cho mắt này. Đúng rồi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay được chắc 54. Bà 54 tuổi hả? À, 54 tuổi mà nhìn bà cả nhà đây. Gọi là nhìn vào rất là cứng tuổi luôn đó cả nhà. Bà gia đình bà là có mấy đứa con, mấy người con? Mình đâu năm qua là bắt năm 96 đó. Dạ. Là bắt từ đó tới bây giờ đây này là ông xã mình chết bệnh hoạn đó, bị khổ đó. À là chết năm qua chọc đất năm mười mấy năm này rồi. À ấy là ấy là một mình bà hả? Là chồng mất là mấy chục năm nay rồi. Chắc 12 năm nay rồi. À vậy là bà có mấy đứa con? Đâu có con cháu gì đâu. Không có con luôn hả? Ông cũng bệnh đó.
Ông bệnh thì năm qua là ông chưa có bệnh. Năm năm 2019 là đến bây giờ được 2018 đến 2010. Xong rồi người ta bảo đi làm bên này là người ta phát làm một cái nhà nữa. Được hai cái nhà. Năm 2005 là năm 2005 là xuống ở dưới đây này này. Dạ. Đây này. Dạ. Chú có mua đây này. Dạ. Ta làm đây này. Dạ, chú chân đập đây này. Dạ. Xong rồi năm 2009, 2009 là người ta làm được mấy năm là được là 10 năm đó. Dạ. Đắc 11, 12 năm rồi. Dạ. Năm 2010 ở bên này. Dạ. Được chắc 1 năm. Anh vậy là bà hiện tại bây giờ là bà không có con cái luôn hả? Ừ. Không có con luôn, vậy là bà ở một mình hả? Ờ, ở một mình. À. Mình không về ông xã mình không có ha, con không có nhà cũng có và dòng họ bà con, bà ngoại nó dòng họ bà con nó là cũng có cho mà nó không nuôi nó đâu. À. Bây giờ ông già nó là chết hết. Còn có hai đứa anh em thôi. Dạ, ấy là hiện tại bây giờ là bà không có một người con nào luôn. À, là ông xã mình cũng vậy, ông xã mình cũng có em nó, em gái nó cũng ấp chồng ở Phước Thắng kìa. Dạ. Cũng có con nữa. Dạ. Là hai đứa, là ba đứa. Dạ. Một đứa đó còn một đứa đầu anh hai của nó là chị Bắc. Là dạ. Không có con nữa, cũng bình quản. À. Chết. Rồi mấy năm rồi. Còn người ta làm nhà là được. Là sao? Là bà vẫn bằng có cái nhà, nhưng mà nhà. Thì bây giờ cuộc sống của bà là cái công việc chính của bà là làm cái gì bà? Bên này hả? Bên dạ. Này có là khoe mình cái đi làm tầng bắp tầng gì đó. Có bên này là thôi, có năm nay là không có bắp cũng làm thôi, mà mất mùa ăn mà thèm ở nhà nuôi bò nuôi heo nuôi gì đó. Chờ. À, bà nuôi heo nuôi bò hả? Bà nuôi bò được mấy con? Này là được hai con. À, là một con, mình bà nuôi con. Con mẹ là được ba con. À. Năm qua chắc là được là 10 con, 12, 13 con á. À. Là năm qua là cũng người ta cho mình một con bò. Cũng mình cũng nghèo á, người ta cho một con cái. Dạ. Con bò. Là 2005, năm 2000 không, năm 2005 là 2018. Dạ. 2008 đó là cho mình một con bò, con bò cái. Dạ. Bò mẹ cho trong bụng được mấy con, là nó cho mình là mình nuôi lớn, mình bán xong lấy tiền đó mình trả tiền nhà nước. À, dạ. Là cả gốc cả lãi đó là 20 triệu. À. Tiền lãi không là 10 triệu dạ, là mình trả cho hết rồi. Đã hết rồi, đất nợ. Là hiện tại bây giờ là bà là lên trên núi, bà trồng bắp. Với trồng cái gì nữa? Trồng bắp với chuối à? Bắp với chuối này, đào. À, là một đào. Hay là một mình bà ở trên núi thôi. Còn năm qua là ông xã ở với mình nó còn sống á, là ở mình. Còn bên này là ông xã mình chết rồi, năm nay mấy thôi, đời này mình ở nhà, mình ở mình một mình có nhà có cửa rồi. Tính ra là hôm nay là gần 12 giờ cả nhà, quay em quay bên ngoài này. Gần 12 giờ cả nhà, là ngoài đường này là may mà hôm nay là trời âm u đó. Nếu mà trời nắng thì bà cũng phải đổi trời nắng giữa 12 giờ trưa này, bà đổi một nắng như vậy mà sao bà. Thì vô là do 12 giờ trưa là mình nghỉ, mình mang giờ xuống thì 11 giờ 1-2 giờ á. Dạ. 1-2 giờ thì 3 giờ mình xuống. À. Mình ở trên núi thì thường thì cái đoạn đường từ trên núi từ trên dãy nhà bà mà xuống nhà tới nhà của bà là mất mấy bao nhiêu tiếng? Ba 4 tiếng chứ mấy. Ba 4 tiếng nữa. Thế là thì vô trời nắng nè, chắc dạ. Là 5-6 tiếng là bà đi bộ. À, đi bộ. Ui cả nhà ơi. Mình quen đi đó, đi rồi. À, bà đi lên đó là bà lấy cái gì về để bà đổi gạo? Đây hả? À. Nếu mình có tiền á, mình mua gạo. À, như là bà làm cái gì để mình có tiền á? Mình làm mướn. À, bà Ly làm thuê làm mướn hả? Vẫn có người thuê hả bà? Ờ. À. Nếu bà, như chị em có mùa này là người ta có tầm mì á, người ta làm mướn mình đi bán mì. Ừ. Thì chặt mì người ta là có là làm mướn.
thì một ngày như một ngày là 180. Một ngày 180 ngàn. Dạ. Đằng bà còn đằng ông là chắc 200, 180, 180, 180, 180 vậy đó. Dạ. Nhưng mà là một có tiền á, nếu có tiền á là mua gạo. Mua gạo, thì vô một bao gạo đó là được là 179 là một bao gạo. Bao nhiêu? 190 ngàn. 190 ngàn một bao gạo. Dạ. Thì mà có đó là mình ăn. Nó thường một bao gạo là một mình bà ăn là bao nhiêu ngày? Được, được 5-6 tháng á. Được 5-6 tháng hả? Một lần ăn là con một lần mình nấu cháo đó. Bà không dám nếu ăn. Nếu có heo là nó là một lần là mình một lần. Được một ngày là 2 lần á. Có heo có gà đó. Nhưng mà ấy là người ta kêu mình đi á là có đi lâu không bà? Đi á, đi lâu thì gần đây là đi nhuộm mì người ta. Ấy câu hỏi bà là họ có kêu bà thường xuyên hay là lâu lâu họ mới kêu thôi? Lâu lâu người ta kêu mình làm á. Còn lại là mình cũng phải đi leo núi không thôi. Leo núi thì có bò thì chẳng bò. Một mình bà ở một mình như vậy là bà có nghĩ tới sau này nếu mà mình già đi là sẽ không có ai chăm bà không? Biết con cháu mình này cũng con cháu nhưng mà không có con ruột mà bà đâu có con ruột con đâu. Con cháu thì anh em họ mình bên này này cũng chăm mình cho con. Vậy hả bà? Thấy thương nha, là năm nay là ấy là bà là có một người chồng thôi mà mất rồi. Là lúc đó là lúc lấy chồng là cũng chưa có con chưa gì luôn. Chưa có con. Chưa kịp có con là chồng đã mất rồi. Hiện tại là bà ở trong ở Phúc Hòa đây nè. Ở Phúc Hòa ở trong cái làng. Làng Phúc Hòa này. Là cũng có nhà cửa nhưng mà bà chỉ ở một mình thôi, bà neo đơn thôi. Bà có thể dẫn con về nhà bà được không? Để cái này để con để lên trước á, con chở bà đi luôn, chở ba người đi về tới nhà bà luôn. Để con xem nhà rồi có gì con giúp đỡ được gì con giúp bà nha. Bà có muốn như vậy không? Được chứ. Bà có biết con không? Đâu có biết gì đâu, chưa có biết tên nữa. Chưa biết tên à? Con Kinh Tý. Tý hả? Dạ, con Kinh Tý. Con cũng hay đi làm từ thiện ở Phước Hòa này nhiều. Hồi nãy bà có nói là gần bé Duyển á, nhà bé Duyển á. Phải không bà? Đấy, con là hay đi làm thì hồi nãy con đi ngang qua này con thấy bà con lúc bà bình mặt là con tưởng đâu là bà lớn tuổi lắm rồi nhưng mà thật sự bà tháo mặt ra con cũng nghĩ là bà lớn tuổi mà ai về bà nói là năm nay 54 hả? 54 tuổi. 54 năm 2023. Nhưng mà mình vác như vậy là có hay mình hay có hay gùi như vậy hay là ngày nào cũng gùi hay là sao? Ngày nào nếu là mang gùi không á, mang nhẹ đó là mình chặt một cây chuối này mình vác. Mình bắt con cây này mình đi không được nhẹ còn là có chuối thì chặt chuối không có thì bắt nhẹ này là mình chặt hai khúc đó mình bỏ bỏ trong cùi mình mang mình bỏ ngăn như vậy đó mình cột xong mình mang xuống ở trên núi đó có nuôi gà nuôi gì không là ở trên núi đó là buổi sáng là mình lên rồi buổi trưa là mình về. Buổi sáng là con là thì dù mình là đi khoảng 6 giờ. Dạ. 6 giờ là tới tầm đó là được 8 giờ. 6 giờ tới thì nó là được 8 giờ. 8 giờ mình làm cái này cái nọ là được 10 giờ. Dạ. Là mình xuống mình khỏe mình xuống ở dưới này cũng là được 11 12 giờ, 1 2 giờ tới nhà mình đi bộ. Dạ. Mình đi nhẹ, mình đi nắng là mình làm 1 2 giờ á. Mình lấy trên đó trên núi kia mình xuống là lát nữa về là nhà còn gạo không? Nhà cô còn gạo, nhà bà còn gạo không? Gạo có 1 ký 2 ký cho mấy gạo có 1 ký 2 ký rồi. Bây giờ là bà đẻ đồ trên xe con để chở bà về luôn nha. Con chở bà về luôn chứ bà vác trong ngoài trời nắng này nó nắng lắm mà nhá, chịu không? Chịu để đó. Về tới nhà để con xem như thế nào. Rồi con giúp tiếp bà nhá. Rồi ok. Cả nhà ơi thì Tý sẽ về tới nhà bà để Tý hỏi thêm cái hoàn cảnh của nhà bà để Tý biết được xem như thế nào nha cả nhà nha. Thì còn theo chân Tý nha cả nhà. Rồi, ngắn ra nha. Bây giờ là Tý tới nhà rồi cả nhà. Tới nhà bà rồi thì nhà bà thì tạm thời thì Tý qua đây thì cũng cái căn nhà thì cũng không đến nỗi nhưng mà cái hoàn cảnh của bà cả nhà thì như bà nói là một mình bà ở đây thôi. Vậy là bà ở chung với ai? Ở riêng này. Ở riêng một mình thôi. Bà có ông bà ở nhà nữa đúng không? Bà có cha mẹ hả?
cha mẹ em chết rồi, chết lâu rồi, cha mẹ ruột mình đó. Là chết lâu, từ mình còn là 11 tuổi á. Từ đó tới bây giờ này là không có cha mẹ hết. Không có chị thôi, chị hai là chết rồi. Là năm đứa con. Căn nhà của bà là nhà này hả? Mình ở một mình, qua bên nhà ở với bà gì á. Bà ở đúng với bà gì? Bà đang ở nhờ hả? Là mình người ta bắt chân thì người ta xét mình nằm có cái nhà mình ở riêng, còn gì dượng gì gì đó là con gì họ đó, gì họ là ở nhà này là người ta ở riêng, mình là ở riêng, mình là con nuôi á, con ruột của nó là có một đứa con chứ mấy, con gái, con là mấy đứa, là năm sáu đứa con trai, sáu đứa con trai là chết hết. Còn có hai đứa chết, đứa là còn đứa này, đứa thứ ba này bắt vợ ở đây này. Vậy là bà cũng mình là con nuôi. Em họ con nuôi á, mình là chị nuôi. Vậy là nhà bà là ở bên này? Nhà mình này. Đó là nhà bà vừa dưỡng mình đó. Trên bên đó là dưỡng, nhà này là nhà của bà. Mình cũng ở một mình chứ mấy. Cũng ở một mình bà, nhưng mà gọi là ở đây là gọi là ở nhờ đúng không bà? Mình ở thiệt chứ. Cái này là nhà của mình đó. Đây là này là nhà của nhà nước họ xây cho bà. Nhưng mà cái hoàn cảnh của bà ở đây là thực sự là một mình như vậy cũng rất là khó luôn. Cũng có ngờ có người làm người ta làm ta kêu mình đi làm mướn một ngày là như thế nào 188 là được, là mình dùng được, đạt được là mình có gì có nhiều thì mình mua gạo. Hay là khi nào có tiền là mình mua gạo, mình không dám ăn cái gì, để tới lúc mà không có tiền thì mình dùng cái gạo đó mình ăn nữa. Thì dù mình ăn có là mình ăn có, thì có chuối có gì đó mình đi chặt chuối mình luộc mình ăn hàng ngày. Như ngày hôm nay là định ăn cơm với chị? Bên này năm nay là được có. Là bên này hả? Bên này còn này. Ăn cơm á. Hôm nay ăn cơm, ăn cơm sáng, với món gì? Ăn cơm với nếu có tiền là mua cá ăn. Như ngày hôm nay là ăn cơm với gì? Bên này hả? Dạ. Ăn cơm với cá khô. Ăn cơm cá khô hả? Nó chưa có, nếu mua có tiền mua cá khô nó chưa ăn. Chỉ cần bột ngọt thôi. Cần bột ngọt với muối thôi. Ăn nó chưa ăn. Đây là bà chỉ cần có bột ngọt với muối thôi là bà cũng đủ sống rồi. Sống. Nếu có tiền thì có khá là được, là một ngày. Một ngày thì vô là có tiền á. Là mua cá, mua mắm ăn. Thì có nhiều là mua gạo, chỉ cần gạo thôi. Có thì mua, không có thì nhìn chỉ có còn bột ngọt với muối thôi. Nấu cái gì ăn, có lá xịt đủ cái gì ăn thì bò mùa nửa có một nắm gạo thôi mình nấu cháo ăn với cơm nấu cháo, còn gạo cũng mình ăn nấu cháo, là cháo mình nấu canh cũng vậy ăn nấu sáng thôi khi ăn cái nấy. Bữa mình cũng ăn vậy thôi, có tiền thì mua cá khô. Ấy là cái lúc mà chồng của bà mất á là cách đây cũng 12 năm rồi, là tại sao bà lại không chọn đi bước nữa là kiếm chồng mới này, là tại sao bà lại thường người ta sẽ chọn là đây kiếm thêm chồng mới nữa. Chọn họ thì đầu tiên á mình chọn người nào là mình thương á, dù có xấu hay là đẹp không cần, chỉ cần là người nào mình thích thương là mình bắt. Mình bắt chồng, mình có thương thì để đó. Đây là mình già cả rồi. Nhưng mà ấy là mình già cả rồi mình bắt chồng chê. Nhưng mà tại vì con thấy là thường á là cách đây 12 năm trước là bà còn trẻ mà. Thì bà trẻ năm nay cũng 40 tuổi nhưng mà bà vẫn quyết định bà ở như vậy. Là một người vợ rất là chung tuệ luôn nha. Ấy bà nói là đã chọn là chỉ thương một người thôi, sẽ không bao giờ thương người thứ hai nữa. Cái sao nhỉ? Có mất, người mất tầm được mấy mấy năm này là mình ở từ đó tới bây giờ. Tại vì thường con thấy người ta thường mất chồng mất gì đó, khoảng một thời gian sau người ta sẽ đi bước nữa. Ví dụ bắt chồng họ bắt chồng mới là không có bằng chồng cũ. Chồng cũ cũng nó uống rượu thôi, miệng nó uống là tay nó làm. Cũng nói bằng miệng nói vậy là cũng nó làm chứ đâu có khăn gì đâu. Thay năm ngoái là bắt chồng là hai vợ chồng á đi trên núi kia, mình đi phát rễ phát gì đó mình trồng bắp, trồng mì hay là trồng chuối cái này cái nọ, mình sống hàng ngày. Nếu có người ta làm mướn đó
Vậy là chồng, dạ. Là mình có mình làm mương có tiền, mình không có làm mương thì mình chồng chú chồng gì đó là ăn hàng ngày. Vậy là chồng bà bị cái gì mà bị mất á? Bị bệnh bệnh phù. Bệnh phù à? Ừ. Bệnh bệnh phù đó là sao cho bệnh quá, bệnh từ năm năm 2000 đến năm năm 2000 năm năm 96 đó là còn nó chưa có bệnh. Từ đó tới bây giờ mấy năm này là bệnh là trong một bệnh phù đó. Ừ. Bệnh đó là nó chết. Từ đó tới bây giờ là ở một mình có nhà này nè, có nhà có cửa là mình ổn định. Dạ, hay là có nhà đây là hồi xưa là cũng nhờ chồng làm ra. Ừ. Thì cũng được tạo cho con một căn nhà, nhưng mà ấy là hồi lúc trước mà lúc có chồng là gia đình của bà là ổn hơn bây giờ hay là sao bà? Chứ sao nữa, từ đó tới bây giờ này là ổn. Ừ. Ấy là không, ấy là lúc trước mà có chồng á thì ổn, đến khi là chồng mất á, chồng bị bệnh á, là mình cũng phải bán bò bán gì để chạy chữa cho chồng. Ừ. Cũng bán cho em. Ừ. Bán để từ lo đó cho chồng. Trời khổ lắm, chưa có bò có gì đâu. Dạ. Thì có cái gì có làm, mình làm mướn làm đồ mướn người ta cho bà thầy anh em làm xong này. Yeah. Sau này mình có mình trả lại cho. À. Mình làm sao xong rồi mình trồng cái này cái nọ làm xong chất ông xã mình làm. Từ đó tới bây giờ này là mình có nhà có cửa rồi, mình có tiền có gì. Yeah. Thì năm nay là có bò đó là mình bán bò đó, có tiền trả nợ cái này cái nọ xong rồi trồng. À, xong rồi thành là có đó là từ đó tới bây giờ có nhà có cửa là mình ổn định mình ở mình. Yeah. Sống hàng ngày có người là người ta làm mướn thì làm mướn, có người thì có người ta có kêu mình là mình ở nhà chăn bò, có heo thì chăn bò cho heo ăn cái này cái nọ hàng ngày ăn hàng ngày. Yeah. Vậy thôi. Thầm không có cái gì đâu. Ở trong này hầm dữ vậy hả? Chưa có một cửa này nè. Wow, là xem cái này là cái gì đây? Nồi cho heo ăn. À, nồi nấu cho heo hả? Nấu cho heo ăn. Cái này là cái gì đây bà? À. Nấu bếp nấu gì đó. Vậy là sáng giờ chưa có cơm ăn hay sao đây? À, chưa. Ăn rồi sáng nấu. À, đây có cơm nè. Nhà còn gạo không? Ừ? Dạ có một cây hai cây trong đây. Đâu cho lấy gạo cho con xem nào. Cái nhà đây nha. Gạo đây còn khoảng cây hai cây thôi đúng luôn rồi. Này. Ừ. Thì, hôm nay tới qua đây thì cũng thấy bà nãy là cũng có cái cơ duyên gặp bà giữa đường thì bà đẻo một cái vùi như vậy thật sự rất là nặng luôn, mà hàng ngày thì bà cũng phải đi làm cái công việc đó. Hay là con qua ngày hôm nay con sẽ trích ra 500.000. Ừ. Con mua cho bà một phần quà, còn dư lại số tiền bao nhiêu con sẽ gửi cho bà nha. Ừ. Dạ bà ngồi đây nha, để con chạy ra ngoài khi con thấy nha. Bà ngồi đây nè. Dạ. Ngồi đây đi. Đấy. Ở đây á là con cũng thấy là hoàn cảnh của bà một mình như vậy, bà có buồn không? Có lúc có buồn chứ. Buồn. Ừ. Mình buồn là buồn như thế nào bà? Bà nói vì sao mình lại buồn, bà kể cho con nghe được không? Ví dụ buồn là nếu là mình sợ bệnh hoạn là mình buồn, không có bệnh hoạn là khỏe vậy để đi kiếm tiền. Nếu mà ta có nhà ta kêu mình đi làm mướn thì có, không có thì mình đi lên núi cây đi đây mẹ móc hay đổ cái này cái nọ xong cho cái chuối xuống này mình ở có thì nếu mình chờ nếu mình anh em họ hàng mình này có là mình mượn, nếu người ta có gạo là mình mượn 10 ký hay là 20 ký đó mình ăn đó, chừng nào có tiền là mình mua mình trả lại. Cho dù mình muốn là nhiều mình muốn là 20 ký. Dạ. Thì giờ 20 ký là mình có tiền, sau này mình có tiền một gạo, một bao gạo đó là mình tả, mình làm mình mướn mà mướn gạo đó, mình mượn mình thiếu, gạo á. Dạ. Mình thiếu mình mượn là 20 lon hay là 30 lon á, thì mình mua một bao gạo đó là mình cho vô một bao đó là bao gạo bao lớn đó 50 ký á, mình tả cho họ nữa là mượn 20 lon á, mình tả lại 20 lon. Ở trên núi bà có làm bắp nhiều không? Năm nay làm bắp cũng không có nhiều bao nhiêu đâu, có một chút xíu thôi mới. Hay là mình làm năm, có năm nay làm được thôi, mình mất mùa nữa này. À, hay là được giá thì nó lại mất mùa. Ừ. À, cái đó là bài bài ca môn thuở luôn cả nhà, là được giá là mất mùa, được mùa thì nó lại mất giá. À.
năm nay là cũng mình bệnh hoạn nhiều lắm, thế năm qua là ông xã còn là cũng có làm bắt năm con. Năm nay bà bệnh hoạn nhiều và bà bệnh gì? Bệnh thì sốt này, cái này sốt nhất này, cái này cái nọ. Thường là nếu mà bà bệnh thì ai chăm bà? Đâu có ai chăm gì đâu. Mình bệnh là bà bệnh là bà cứ nằm một nhà một mình trong nhà vậy đấy. Mình cũng nằm trong nhà đó. Là có nhà với anh em họ bên này có biết là mình mở cửa đó, ở trong nằm như vậy nè. Người ta thương, người ta nói là mở cửa người ta đi coi cho mới gì đóng cửa. Sợ bệnh hoạn vừa phải thì người ta coi. Sao bệnh hoạn nặng sao chết là sao người ta không có biết ngay vậy. Dạ. Để nó mình hay mình khỏe mình đắp cháo. Dạ. Bữa là mình bệnh quá là không có ai coi thì mình ở một mình là mình khỏe là mình dậy đó là mình đắp cháo ăn. Thường thì hôm nay á thì con cũng rất là đồng cảm về cái hoàn cảnh của bà. Thật sự ở một mình á thì rất là khó khăn luôn. Tại vì lúc mà ốm đau bệnh tật ở cả nhà thì sẽ không có ai chăm lo đâu, cứ nhằm thoi thóp một cái căn nhà này thôi. Còn bà con họ hàng thì cũng có, nhưng mà họ cũng có cái cuộc sống của họ cả nhà. Tại vì bà là không có một đứa con nào luôn mà. Đấy, bà không có một đứa con để chăm luôn. Tới tuổi này rồi thì con qua đây thì không có gì hơn, thì con cũng chích ra một số tiền là 500 ngàn là do anh Nguyễn Xuân Bắc là anh có gửi qua cho con để con mua mấy cái hoàn quà này nè. À, hồi nãy do tí là ở trên núi xuống luôn hả nha. À, thì tí gần đó thì tí mua luôn, cho nên là tí chuẩn bị cho này. Ở trong này là có cá khô nè. Đây em quay sắt lại này. Bà tháo ra giúp con với, để con lấy mấy cái này nè. À, hôm nay con có mua cho bà là một ký cá khô nè. À, một chai dầu ăn nè, một chai mắm nè, có muối, đường, bột ngọt nè. Con đặc biệt con mua cho bà thêm là một thùng mì tôm nữa. Với lại con mua cho bà là 10 kg gạo nữa. Từ trước giờ có ai tặng chưa? Chưa ai tặng bao giờ luôn hả? Hôm nay lần đầu tiên nhận đúng không? Mừng không? Mừng. Mừng hát tặng bài không? Có hát tặng bài không? Hát tặng bài đâu có biết mình hát nào. Hát đi, hát tặng bài đi. À, cả nhà ơi thì tí đã chích ra ghi trong này cả nhà nhé. À, hồi nãy là tí đang ở Phước Bình, tại vì hôm qua là tí ngủ lại á cả nhà ở Phước Bình, cho nên là tiền đường đó với là chỗ người mà tí ngủ giờ á thì họ cũng bán quán á, xong tiền là tí mua ở đó luôn. Thì đây cả nhà, về có giá cả trong này là tổng tí mua là một thùng mì nè, một ký gạo nè, một chai mắm, chai dầu ăn nè, bì bột ngọt nè, đường nè, ký cá khô nè, với lại muối, tổng cộng là 364 ngàn. Do hôm nay có cá khô với là mì á cả nhà. À, giá nó cũng hơi cao, gạo thì giá 150 ngàn là giá này là cũng giá bình thường thôi. Còn cái gạo hôm trước mà tí mua 135 ngàn thì tí cũng nói với cả nhà rồi đấy, do là tí ở khu vực kia tí xuống này sẵn tiền tí mua để tí trao quà luôn, nhưng mà hôm nay thì các bà đây gọi là có cái cơ duyên thì cũng tặng cho bà 364 ngàn, sẽ còn lại là 136 ngàn cả nhà nha. Bà 536 ngàn, bà đếm lại giúp con xem có đủ 136 ngàn không. Đó, là tổng giá trị ngày hôm nay con mua cho bà là 500 ngàn. À, bà cảm ơn giúp con, cảm ơn cháu Bách đã ủng hộ giúp đỡ bà. Bà nói như vậy đấy. Bà nói đi. Cảm ơn cháu Bách. Cảm ơn cháu Bách giúp đỡ cho em là được một thùng mì tôm, 10 cây gạo, cá khô, nước mắm, dầu chiên, muối, được ăn cơm. Cảm ơn. À, thì tế cũng sẽ thay mặt bà thì cũng cảm ơn anh Nguyễn Xuân Bắc rất là nhiều đã đồng hành tài trợ cùng tế từ trước tới bây giờ. Thì hôm nay thì sẵn tiện thì tế cũng đi ngang buổi trưa thôi cả nhà. Tế vô tình tế phát hiện bà là buồn bà gùi, em quay cái gùi này. Gùi một cái gùi nặng như vậy nè cả nhà, mà từ trên núi xuống tới đây, bà nói cái quãng đường của bà đi là tới 3 tiếng mới về tới nhà cả nhà. Thật sự cái quãng đường đó là đối với người bình thường như tí, khỏe mình như tí thì chưa chắc gì tí đã vác nổi cái đã gùi nổi cái gùi này đâu. Hồi nãy con gùi thôi mà con đi là muốn chéo chân mình đó. Con mà đi một khúc nữa chắc con nằm luôn. Thật sự đó, những người phụ nữ ở người đồng bào họ rất là khỏe mạnh, họ rất là chịu thương chịu khó,
nhưng mà họ vẫn chưa có thay đổi được cái cuộc sống của họ cả nhà. Thật sự là Tý cũng rất là thương những hoàn cảnh như vậy. Thì hôm nay Tý qua đây, Tý trao một số tiền như vậy, cũng nói từ anh Nguyễn Xuân Bắc, cũng trao tới tặng thay cho bà. Thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Thì cả nhà ơi, xem video của Tý, để đồng hành cùng Tý bằng cách nhấn cái nút đăng ký để theo dõi Tý trên cái quãng đường thiện nguyện nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.